thì cũng may không phải hắn nhiều vài bàn đó mà đâu hắn cũng chỉ đánh nghe Chờ tí nha. Cái đi. Bóng túng thư máy. Quá đẹp. Và đập bóng hết sức hoàn lực. 3, 2. Quả này bóng nhỏ quá, anh Hải đưa không được rồi. Quay cái. Nghe bị bò rồi. Tay ơi. Tay. Nhảy lên mà xuống. Còn xào không? Đây bài. Yeah, but no!
chút là đóng ra ngoài. Đập lấy ta đập được. Đi không đập máy văng thôi quay vái có mua rồi ta rồi quay xong tao rồi. Họ đang chuẩn bị Ui nì, đây còn ba càng được. 8 năm bè thắng sắp vào dưới ba càng được, 8 càng. Còn nhận được. Dạ. Cưới xong đi ấy tiếp à? Cưới xong đi tiếp à? Nào giàu rồi chứ bộ hả? Làm giàu ghê thế. Chưa hết hạn thì phải đi chứ. Đi lâu rồi chứ nhỉ? 4-5 năm rồi chứ nhỉ? Đi 4-5 năm rồi chứ nhỉ? 3 năm, chưa đầy 3 năm. Chưa đầy 3 năm đi kia. Tháng 5 này 3 năm rồi. Trước mình đi nước chi hầy? Lái gì? Mấy con mà lái á? Ta thấy mình đi lâu mà. Học xong rồi đi luôn à? Đứa mới học chi hầy? Người đứa mới học trường chi hầy? Công nghiệp Huế chứ. Thế à? Người học tiếng Anh gì? Nó ăn à? Học nó ăn à? Thí á? Giống bình đây. Nhưng làm bình bay dưới làm rồi đúng không? Bình bay làm rồi đúng không? Thì vở bình của Hà Tĩnh à? Bình Thành à? Quá hai thằng đánh công hai chồng cái tháng được 30 triệu rồi. Chưa ăn đi. Con đứa được tầm 20-25 triệu. Ờ, tích ra rồi á? Chưa nói chưa ăn. Chưa ăn là 25 triệu. Hôm đấy là mình làm bán sản phẩm mà. À. Nên mà hàng nó mới có tiền. Thế tết thường nhiều. Khoảng như công ty mình cũng xuống. Ít. Chắc là một lồn rồi mấy. Nhà làm mẹ hay. Một tháng nó chưa nó được 15 triệu rồi, là một ít đấy. Thì tiền đi ít, thì đi hết hơn 2 triệu cũng. Mà ít. Hả? Lương thấp. Lương được rồi. Sáng bên là cái nửa ăn tiêu tung cà phê cà pháo chứ. Được mấy đó. Lồn ở nhà làm một vặt đi. Tháng một chục triệu hơn chục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
13, 12. Vừa khen câu đánh đẹp thì cứ nhận thêm comment có làm thế đánh mà đánh khi em là ăn được comment hết thế này là món gì 14, 13 sau hai vợ chồng về làm cái xưởng máy xuất nhập khẩu bên kia. Về đi nước khác nữa. Lồn đi vậy. Đi lắm nước. Rồi nhìn ra hàng giấy. Phải tránh nó quay bọn đi Hàn chứ. Hả? Hàn này. Để thằng anh ở đi ok là mình vài năm ở bên kia về đi. Anh đi đi hai chồng luôn đi hai chồng luôn đi đi một bán lên nó cứ 3 tháng thì lần 3 tháng này 2 lần thì chẳng có lên đi về như kiểu con mưa ấy. Máy tắt rồi. Bay ra bay vô mà bay vô rất nè. Thay hơn. Ủa Lý ơi, làm công đâu? Bị thay hơn. Thank you.
Như vậy là cơ hội cống hiến bàn thứ ba đánh cho Chu vẫn còn. Phạm lỗi từ 21-19. Châu con thắng hai quả. Đập qua lưới máu. Nước cái mưa mưa còn lên mưa mẹ cho cái thấy mặt hết luôn. Bây giờ đi. Mày phải quay qua luôn. Tú lại quay cái. Quả nó bắt thế là giải cái tư nữa ba nó bắt được thứ hai bài. Ôi được bốn mươi rồi. Quay quay nghe là vẫn còn. Rồi 22-24. Thì được đỉnh đánh không? Ít thật này. Thật đẹp đi đâu, ít thật. Có biết một đánh được tiếp rồi sao mình giờ tưởng nó không đi 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 chồng mới bé nhát đấy, chồng mới thẳng đứt.